Long Thành thắp một tuần nhang nghi tấu về thủy phổ các ban các tòa thiên đình về phủ Diêm La tấu về chôn ấy vua cha đồng bằng vốn dòng bá thải Long Vương chứng quả đàn duyên lớn về chứng quả đàn duyên sau quan lại chứng chứng tâm cho thanh đồng đồ cho đệ tử bình an quan cổ
Bè sau thuyền trước giữa dòng quan lênh đênh.
cõi lốt thanh hoàng người chấm đổ sứ muôn triều đình văn võ bách quan sai lên đón rước quan đệ tam về châu dòng ca chúc xem tiên niệm đức vua cha sáng ngự ngai vàng phán đòi hoàng tử quan đệ tam về châu ngự sở lâu phán lời nhân đức ông lên cứu trợ chân gian một tay thái tử đệ tam cứu sinh cũng lắm ngày đổ oan cũng nhiều chị giang tân nó danh ngân lai lang ánh vừng hồng soi dạng hoàng ninh người con vua thủy quốc độc định đến thái tử giáng sinh nơi đền giờ đức gồm vẹn thung dung hòa mạc bẩm sinh thành tư chất lâm nhan văn thỉnh mời thái tử đệ tam phương diệt mạo đoan trang đẹp khác thường thằng tố đôi ngôi thiên đình thủy phố chất lạnh giang nguy quy đủ bốn phương ngài gia uy chấp chính kỷ cương tâm cân nảy bậc sửa sang nghi việc đời xin cai ngự chốn tòa tiên cung